trồng 3 sào ớt đang mùa thu hoạch, ớt có hiện tượng bị xoăn ngọn. Ngoài ra bình thường đã dùng thuốc bảo vệ thực vật nhưng không thấy hiệu quả, đã bị khoảng gần 1 tháng nay. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục của hiện tượng này như thế nào? Dạ mời chuyên gia. Dạ vâng, thưa anh Sơn ở Bắc Giang, anh thì nói rằng là cái triệu chứng thì anh nói như vậy rồi, nó bị xoăn ngọn rồi. Thì nó mới chỉ có xoăn ngọn không thôi, thì có thể đây là do các côn trùng đi xuất ra. Và anh đã nói rằng là anh đã dùng thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà anh không nói rõ là thuốc gì. Mà lại thấy không hiệu quả thì chắc chắn tức là chúng ta sử dụng không đúng thuốc. Tức là sâu nào thuốc đó, bệnh nào thuốc đó, chứ không phải tức là cứ gọi là thuốc bảo vệ thực vật, cứ vác bất cứ thuốc nào ra chúng ta sử dụng cũng được. Cho nên là người ta phải xác định tức là cái nguyên nhân gây ra cái bệnh ấy là gì, nguyên nhân gây ra cái triệu chứng ấy là gì, là do cái gì. Chúng ta phải xác định những nguyên nhân, từ nguyên nhân chúng ta mới xác định được, chúng ta mới đưa được ra cái biện pháp phòng trừ đúng được, sử dụng thuốc đúng được. Vì thế cho nên là bây giờ theo tôi thì là vườn của anh là nó bị chỉ xoăn ngọn như thôi, thì đấy là bị một số côn trùng chích hút. Mà côn trùng chích hút thì anh biết tức là nó chỉ tập trung vào nó gây hại ở trên các phần non, các đọt non của cây, cho nên nó chích hút rồi nó lấy dịch, cho nên là cuối cùng làm cho nó xoăn ngọn lại, Và anh nhớ một điều là trong các côn trùng chích hút này thì có một số loài ngoài cái mức độ, ngoài cái khả năng chích hút hại cây ra thì nó còn làm môi giới truyền bệnh virus cho cây, cho nên là rất có thể là cây ớt của nhà anh này còn nhiễm cả bệnh virus nữa. Có những cây đã nhiễm cả bệnh virus nữa. Nếu mà sau đó chúng ta thấy cái ngọn xoăn ấy nó bắt đầu nó tính là biên vàng này, hoặc là trên lá chúng thấy nó có những cái vết vàng loang lổ này, thì đấy là chắc chắn là do bệnh virus rồi. Hoặc là nó lại tự nhiên nó lại xoăn nhưng mà cái ngọn nó xanh đậm trở lại, thì đấy cũng là một bệnh, tức là xoăn ngọn do virus rồi. Như thế này có thể là nhiễm bệnh virus rồi. Vì thế cho nên là đầu tiên thì bây giờ anh vẫn phải chú ý thế này. Trong quá trình chăm sóc vườn ớt thì chúng ta biết tức là có rất nhiều các côn trùng chích hút, chẳng hạn như là bọ phấn, bọ trĩ, các loại rầy, các loại rệp. Đấy, thế thì nó chích hút ở trên cái cây này. Vì thế cho nên là chúng ta phải thường xuyên, đặc biệt là thời kỳ mà cây hình thành đọt non thì chúng ta phải chú ý theo dõi. Có những con nó rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy được thì anh phải khua vào trên tán cây ớt xem thấy nó có thấy cái con nó bụi nó bay ra không, nó bay lên không. Nếu mà thấy có nó bay lên nhiều thì là chúng ta phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta phun trừ. Thế thuốc trừ các côn trùng chích hút này thì anh chọn một trong các loại thuốc có cái gốc như là thuốc trừ chích hút gốc abamectin, hoặc là gốc azadirachtin, hoặc là etofenproc, hoặc là thiamethoxam, hoặc là acetamiprid cộng với buprofezin, vân vân, rất nhiều loại. Thế thì rất nhiều loại thuốc trừ chích hút. Thế thì chúng ta mua về để chúng ta pha theo cái nồng độ khuyến cáo trên bao bì. Đấy, xong rồi chúng ta phun trừ. Và nên phun, tức là anh phun một lần không thể hết được đâu, cho nên chúng ta nên phun rồi kép 2 lần cách nhau 7 đến 10 ngày để diệt các côn trùng chích hút. Có thể diệt là diệt rồi nhưng mà sau đó khoảng 10-15 ngày sau có thể nơi khác nó lại bay đến, chúng ta lại phải kiểm tra, có thể chúng ta vẫn phải phun nếu mật độ cao, nếu mật độ côn trùng chích hút cao. Thế thì chúng ta trừ được côn trùng chích hút này thì nó không chích hút, nó không làm ngọn chúng ta xoăn. Và cái con này nếu là con môi giới truyền bệnh thì nó cũng không thể nào, nó bị tiêu diệt rồi, nó không thể truyền bệnh được. Và con này truyền bệnh là đây là loại truyền bệnh không bền vững, cho nên nó phải chích hút thì những cái cây đã bị bệnh rồi, virus rồi thì nó mới chay sang những cái cây ớt khỏe, nó mới chích hút trên cây ớt khỏe, nó mới truyền bệnh những cây ớt khỏe. Đấy, thế thì chúng ta phải rồi. Còn lại nếu mà sau khi chúng ta đã tiêu diệt hết rồi côn trùng chích hút rồi, nó ra các đọt mới, nó ra các ngọn mới mà chúng ta thấy nó vẫn cứ bị xoăn, rồi dần dần nó bị biến vàng như vậy đó, thì nó lại biến vàng nữa thì chắc chắn đây là cây đã bị nhiễm bệnh virus rồi. Thì những cái cây nào mà nó còn ít, mà là 2 nữa là nó đã bị nhiễm bệnh virus thì bao giờ nó ra hoa, và hoa nó sẽ bị rụng, chứ hầu như không đậu quả. mà cái quả có đậu được một vài quả chăng nữa thì quả nó phát triển không đều. Vì thế nên tốt nhất là chúng ta nên những cái quả nào đã thu hoạch được thì chúng ta thu hoạch đi. Xong đó là chúng ta nên đào bỏ những cái cây bị bệnh nặng ấy, chúng ta đem ra ngoài chúng ta tiêu hủy để giảm cái nguồn bệnh trên đồng ruộng đấy ra. Xong rồi chúng ta tiếp tục phun thuốc để trừ cái côn trùng chích hút là môi giới truyền bệnh đi. Như thế thì mới tránh chúng nó không lây lan sang những cây khác nữa. Cây khác nữa thì chúng ta mới đảm bảo cho vườn ớt thì chúng ta nó mới giảm bệnh và nó mới cây nó mới sinh trưởng, nó mới cho